Mình chào bạn, bạn đang sử dụng SIM của nhà mạng Viettel và đôi khi bạn đăng nhập máy Viettel ấy, thì nhà mạng vẫn yêu cầu chúng ta là phải cung cấp mã OTP hoặc là sẽ có gửi mã xác thực về OTP chúng ta. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta SIM đang bị khóa một chiều hai chiều hoặc là đang bần ra ngoài không lấy được mã OTP và muốn đăng nhập trên một thiết bị khác chẳng hạn. Thì làm sao để chúng ta có thể đăng nhập máy Viettel mà không cần nhận mã OTP? Ok, các bạn nhớ theo dõi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong video clip này nhé bạn. Các bạn hãy nhớ là link của website, link của bài viết thì mình luôn để ngay tại phần mô tả video clip hoặc là phần comment đầu tiên đây. Các bạn nếu nghe mà chưa hiểu hoặc là chưa nhận được thông tin hữu ích thì các bạn cứ vào link tại bài viết đấy, đọc thật kỹ nội dung nha các bạn. Mình sẽ luôn cập nhật nội dung mới nhất, chính xác nhất cho các bạn tại link bài viết hướng dẫn. Ngoài ra thì các bạn nhớ vào website mà giảm giá tài chính.com. Tại đấy thì mình sẽ còn cung cấp rất nhiều các cách để các bạn có thể nhận data 4G, 5G, nhà mạng Viettel, nhà mạng Vina, mobile phone là hoàn toàn miễn phí. Ok, các bạn cứ vào đi, sẽ có các bài viết hướng dẫn để sử dụng data là vô tư luôn đấy. Sau đây là nội dung cụ thể về cách đăng nhập máy Viettel mà không cần nhận mã OTP, rất uy tín, cực nhanh nha các bạn. Thì như hồi nãy mình đã trao đổi với các bạn thì vì nhiều nguyên nhân mà chúng ta cần phải đăng nhập vào máy Viettel, nhưng mà họ cứ yêu cầu là phải xác nhận mã OTP thì chúng ta nhập mã OTP thì mới có thể đăng nhập được. Vậy có những cách nào để chúng ta có thể đăng nhập mà nhà mà không cần gửi OTP nữa, ở đâu chúng ta cũng có thể đăng nhập được máy Viettel? Đầu tiên, cách đầu tiên mà chúng ta sử dụng là chúng ta đăng nhập bằng mật khẩu nha các bạn. Thì tất nhiên khi chúng ta đăng nhập bằng máy Viettel thì thường là họ sẽ yêu cầu chúng ta là phải tạo mật khẩu. Nếu các bạn nhớ được mật khẩu này thì các bạn cứ nhập mật khẩu vào là được, thì lúc này mã OTP cũng không cần gửi về cho các bạn nữa. Thì các bạn nhớ mật khẩu thì cứ nhập đúng mật khẩu nhé, thì hệ thống sẽ đăng nhập cho các bạn thôi. Thứ hai là các bạn có thể đăng nhập bằng vân tay Face ID. Thì ngay lúc này trên giao diện máy Viettel các bạn thấy có mục là đăng nhập bằng vân tay đấy, thì các bạn nhớ các bạn thực hiện luôn đi, là các bạn tạo vân tay và Face ID trên thiết bị ấy, để hôm sau khi chúng ta hoặc là lúc khác khi chúng ta đăng nhập thì chúng ta cũng không cần phải nhận mã OTP nữa, không cần nhận tin nhắn về SIM của chúng ta. Các bạn thao tác ngay trên phần mềm ứng dụng của chúng ta luôn đi. Thứ ba là chúng ta đăng nhập bằng một gói 34G của nhà mạng Viettel. Nếu SIM của chúng ta mà đang đăng ký một gói cược 4G, 5G chẳng hạn, thì thay vì bật wifi chỉ cần bật dữ liệu di động lên là ngay lập tức gọi dịch vụ này sẽ được sử dụng, và tất nhiên bạn phải đăng nhập máy ứng dụng máy Viettel một cách vô tư, không cần thao tác gì. Thì trên đây là ba cách mà chúng ta có thể đăng nhập bằng máy Viettel không cần xác nhận mã OTP. Trong các cách này thì nếu cách nào các bạn cần thực hiện được luôn thì các bạn cứ thực hiện. Còn các trường hợp mà phòng xa để sau này mà chúng ta không muốn nhận mã OTP thì các bạn cũng thực hiện ở thao tác 1 và thao tác 2 đấy, chẳng hạn là các bạn có thể tạo mật khẩu hoặc là các bạn có thể tạo luôn mà bằng vân tay hoặc là Face ID để sau này chúng ta có thể đăng nhập một cách vô tư luôn. Ngoài ra nếu các bạn đang cần sử dụng một chiếc SIM miễn phí lên mạng, lúc nào cũng có thể lên mạng sử dụng trong vòng cả năm, không cần nạp phí duy trì, mua một lần dùng cả năm nha các bạn. 4G, 5G vô tư, có thể phát wifi, học online, làm việc online là vô tư luôn. Thì các bạn nhớ vào đây, mình sẽ giới thiệu rất nhiều các loại SIM dung lượng khủng để các bạn có thể tìm đọc đăng ký và mình sẽ gửi SIM tận nơi cho các bạn. Ngoài ra để cần đăng ký ở gói cược Viettel thì các bạn nhớ xem đấy nhé, có rất nhiều các gói dung lượng khủng đấy, các bạn nhớ vào đây tìm đọc và lưu ý ở gói cược này để đăng ký lên SIM của chúng ta sử dụng cho nó thoải mái đấy các bạn, rất rẻ nhé. Link của website, link của bài viết thì mình sẽ để ngay tại phần mô tả video clip đấy, nhớ kéo xuống click vào nhé các bạn để đọc thật kỹ, hiểu thật kỹ cùng thực hiện. Và ngoài ra nhớ vào website để nhận thêm mà dung lượng, nhận thêm 3G, 4G hoàn toàn miễn phí. Trong trường hợp có vướng mắc, nhớ để lại nội dung comment ở phía dưới đấy cho mình sẽ đọc trả lời cho các bạn và hỗ trợ trong trường hợp bạn đang cần gấp để xử lý cho SIM. Ngoài ra nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video clip và gửi những nội dung hấp dẫn này đến cho bạn bè, người thân. Trong trường hợp mà họ đang cần thì bạn cứ chia sẻ để họ có thể nắm được và cùng thực hiện trên SIM của họ luôn. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách để đăng nhập máy Viettel không cần mã OTP, cực nhanh, cực uy tín. Nếu các bạn thực hiện thành công, nhớ thêm một like, thêm chia sẻ video clip nhé các bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều.